Hello, chào các bạn đến với kênh YouTube Chú Thị Hiền. Mọi người ơi, hôm nay chú Thị ăn series của Đài Loan cho mọi người xem nha. Rất là ngon. Đây cũng là giá táo của Đài Loan nha mọi người, lúc này vào mùa. Cái này ổi ai cũng biết hết. Nó chua. Chấm với bươi ớt Tây Ninh. Nó có cái hộp nhỏ như vậy nè. À, chua ơi, ôi là chua luôn. Chua quá, thôi ăn hết nồi. Ăn giá táo của Đài Loan cho mọi người xem. Rất là lạ thôi mọi người. Rất là ngon. Chua dữ lắm, rất là chua luôn.
quá trời chua, hết nói rồi. Ăn cho ổi. Ổi thơm mà ngọt. Ăn ổi như vậy mới cảm nghĩ như là tuổi học học trò. Ăn ổi mặt cạp á, rất là tuổi học trò, rất là ngây thơ, dễ thương. Đồ ăn không có hộp. Cái này sushi của Đài Loan nó chua, quá trời chua luôn, ăn không nổi luôn. Nó chua hơn chanh luôn. Ngon quá. Có hộp một nó xíu à, chút xíu à. Muối. Sushi Đài Loan mọi người nhìn thấy cái lạ không? Giống như sushi Mỹ rồi mọi người, nhưng không phải nha. Sushi Đài Loan nó chua dữ lắm. Rất là chua luôn. Sushi Đài Loan giống sushi của Mỹ hả mọi người? Rất là giống ha. Nhưng mà nó chua khủng khiếp luôn. Cố tình ăn vậy cho mọi người thèm. Tất cả đừng có ai ăn cá hộp nha mọi người, ảnh hưởng đến bao tử không tốt. Ngon quá. Bây giờ chưa đi ăn, chưa đi Đài Loan cho mọi người xem. Nó chua mà chua thấy khiếp luôn.